Vâng, cảm ơn cô chú trở lại với miền Tây Hậu Giang. Thì đây là cái video ngắn chia sẻ về hoàn cảnh của cháu Thảo 13 tuổi ở Trà Vinh á. Thì cái sự việc những ngày gần đây bên gia đình của bên nội của cháu Thảo có chia sẻ là mẹ con của cháu Thảo đã bỏ đi trốn, không còn ở địa phương. Nhưng thật sự những cái câu chuyện đó là chỉ dằn dựng nên thôi cô chú anh chị ạ. Mẹ của bé Thảo và bé Thảo thì hiện tại vẫn đang ở nhà trong thời gian này, cho nên những cái thông tin mà nói mẹ bé Thảo cùng bé Thảo trốn đi là hoàn toàn sai sự thật nha cô chú anh chị. Thì đây có một đoạn ghi âm ngắn để cho cô chú anh chị mình được rõ hơn qua lời chia sẻ của mẹ bé Thảo ha. Đây là cái chính người mẹ đã nói lên để cho các cô chú anh chị mình được rõ, và sự thật thì sẽ được phơi bày nha cô chú. Rồi mấy nay sao rồi chị? Là như là em có nghe nói hình như là chị với bé đi đâu rồi mà phải không? Đâu, chị vẫn ở nhà từ đó giờ mà, từ hồi câu chuyện nó xảy ra là chị đi làm xong rồi giờ đi về hơn 2 tuần nay chị ở nhà với bé mà, đâu đi đâu đâu. Ủa gì? Tại vì em thấy cũng có nhiều cái clip người ta nói chị với bé đi đâu hay gì đó, không còn ở nhà đó, như đi trốn. Dạ. Ba nó nói là chị với bé đi trốn, nhưng mà chị hỏi cưng chị đâu có làm gì nên tội đâu chị phải trốn. Dạ em thấy cũng vậy, nhưng mà tại vì em tính điện cho chị mấy bữa nay á, tại em điện không có được rồi, em không biết làm sao nữa. Dạ. Tại vì á, chị lên chị coi clip của ba nó, bé nói á, là chị thấy nhiều cái nó không có đúng. Tại vì mười mấy năm nay là chị một mình chị nuôi, Dạ. rồi sau này chị mới gặp ông xã sao là ông phụ nuôi con bé cho ăn đi học. Mình thì chị với ông xã xa sao chị là đi làm công trình nên đâu có đem bé theo được. Thì tôi nói, cứ nói chuyện ăn chuyện học của con mình đi công trình ngày ngày đây mai đó, mình đâu có đem nó theo được Dạ. nên chị mới gửi cho bà ngoại. Nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra thì ngoài ý muốn, mình đâu có ai muốn con mình hay là cháu mình nó như vậy đâu. Và kế tiếp là đoạn video ngắn chia sẻ của hàng xóm về cái tình trạng của bé Thảo đã bị ông ngoại ghẻ thú tính làm cho cháu như mang bầu gần 6 tháng của chú anh chị ạ. Mời cô chú tiếp tục theo dõi video nha. Quả dưỡng thai với quả không có ấy được, quả lớn tuổi rồi, bảo thương nó chắc nó. Ừ, mấy gì nó bà ngoại nói với ông Minh cho mượn 15 triệu để đi cái tiếng trên đó, để cũng như đi tiếng trên đi Pháp, không cho lộ. Như là bà ngoại của bé bà ngoại của bé lại mượn cái ông đó cái ông Minh ổng nói bé thôi là để 15 nuôi để dưỡng luôn, gì là ý ý bà ý ngoại đó. của Bà ông này ngoại ổng có người khác nghe, chứ không phải là ông nghe, theo mình xác định bé à đi, muốn bẻ muốn cho bé đi, còn những cái ông mà Minh nói là ông muốn giữ lại. Chắc trời xui đất khiến hay sao? Cái đó là chú nghe tôi nói ông cho đến chết đàng hoàng, chứ còn thực tế là không có ai bằng mình, mà mình đâu phải thân nhân đó mà đợi nói với mình. Rồi nghe cái bình luận này nọ cái cũng như là mấy cháu rồi nghe người này nói người kia nói, thì nó chú xác định rằng người ta nói bây giờ 100% nó cũng phải đạt 80 hay 70%, chứ không bao giờ cái chuyện không có mà nó có. Đúng rồi. Nghe. Đó, mà bây giờ nó đã lên mạng, bây giờ cháu bật lên cháu cũng biết hết trơn. Cái ghi luận mà Vậy là cái vấn đề này là bà ngoại muốn 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 giải quyết xong mà không biết bà ngoại biết cái tình trạng là lỡ cho mình này không, mà bà ngoại của nó thì cụ thể quốc học cho mình rồi luôn đó, ở với bà ngoại nó. Thì đúng gọi là mày mới kêu ông ngoại á, chứ ông mới kêu ông ngoại, ông ngoại sao, ông kêu ông ngoại sao, chứ ông ngoại kêu ông ngoại sao. Ông ngoại ông ngoại sao ông ngoại chứ không sao phải ông ngoại ruột của nó. Như là đã quen với bà ngoại rồi cũng tới lui tới lui rồi. Mấy ông ngoại này mới đưa cho bé đi học đưa rồi lúc còn ấy còn ơi lớp 4, lớp 3, lớp 1 rồi đó. Trời ơi. Rồi tới chừng mà lần lần rồi đó, tới lớp lớp để coi lớp 5, lớp 6 là tự anh mua xe đạp điện cho nó chạy. Rồi thỉnh thoảng cũng nghe nói là chở đi rồi một ngày ăn bánh mì này nọ kia đó, rồi theo mình tưởng tượng là nghe nói bình luận này thì cũng như vừa nói chơi mà vừa nói thiệt, trong đó cũng có nói chơi nó quá lố nữa. Thì thấy em bé này cũng khi ở chung với ông ngoại sáu á, rồi có sơ hở cũng nít mà nó đâu có biết giữ gìn này nọ kia, cái tác phong cho ông vẫn vô tư, đúng rồi, rồi bẩn quần này nọ kia, rồi đùi trắng đồ cũng mập mạp, rồi thấy đi ông ngoại thì có cái ý đi tò mò ngõ này á, phải dùng tiền mới có ra cái vụ này được, chứ như không rồi đủ mà lợi hốt gì sao.
theo cái cảm thấy bình lĩnh á. Như vậy là dùng tiền để tiền đó, rồi bà ngoại với nó nói chung là nghèo chết mẹ, chứ không phải là giàu có gì đi học. Rồi bạn bè nói trời ơi cho một lần 200-300 nó ở ngoài sáng cho 200-300-500 mà học sinh nào ở đây mà có tiền gì vậy? Còn ổng thì giường 10 mấy 20 công, ổng giàu có, còn cái nhà của ổng đủ mà xây tường luôn, không có ai mà được nói cái gì dạng vậy đó. Rồi ở chồng con cháu nó tới vui ở chồng không ai vui đó. Rồi ổng cũng đi chơi thì ổng khách tây ra ổng chạy chơi, rồi chiều cái gì tỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật thì ổng chở cháu không đi chơi, có ai mà biết được cái cháu con ta mình ở bà ngoại ta, rồi hốt luôn rồi cháu ngoại luôn thì bật luôn. Cha mẹ thì bằng thịt vốn, mẹ nó bằng thịt vốn để ở thì giao cho mẹ mình thì cũng như là bà ngoại đó, giao quản lý đó, rồi bà ngoại rồi bật ổng luôn thì bà ngoại tiền muốn bao nhiêu cũng có. Rồi ở chợ ở con ta gửi về, rồi con trai đã kế bên cũng giàu nữa đó. Thì cũng là vì tiền, nói đi nói lại là cũng là vì tiền mua chuột. Qua cái sự tình này là bà con mình ở dọn dọn đây là chắc là bức xúc dữ lắm ha. Ờ, nói chung là ai cũng bức xúc. Dạ. Lên án chầm rất là mạnh mẽ cái vụ này. Nó muốn nói vậy là bà hay chật. Bà nói mà làm được vụ này là bà ở cái nhà ở gần bên chị. Bà nói cho tôi, bà kể cho tôi nghe. Là cô gần nhà của cháu bé này hả chú? Ờ, gần. Bà trong đó là chị dâu cái gì đó nè, chị dâu của ổng. Bà hay chật. Bà chật chị dâu hả? Ờ. Tôi chỉ cái nhà cho nghe chỗ nghe đồng đầu. Yeah. Bà 78 tuổi, bà thường thực cho tôi nghe, tôi nghe mà cũng y ra vậy. Tôi cũng nghe người ta nói cái vụ mà sau này muốn ém chuyện đó thì nghe nói là con ông do tôi mấy công đất á, 4 công gì á. Yeah. Đừng có ém cái chuyện đó luôn á, đừng có tung tôi ra đó mà bà kia bà không chịu, nó là đứa là phải không, bà mãi nó không chịu phải không? Ừ. À, không ai bà gì không chịu, bà ngoại chịu đỡ, bà gì nó không chịu hả? Ờ, cái bà già nữa hả, cái bà lớn hơn đó bốn mít á. Ừ, bốn mít là mà ừ bốn mít là bà ngoại bà già cũng không bà cũng... già của ờ, cũng nhỏ đó. Của tên... bà già của bà ngoại nó. Ờ, bà già của bà ngoại bà cốc ha, gọi là bà cốc. Ờ, bà cốc. Cũng như là chú ở gần đó thì trong cái sự tình này chú, là chú có cảm thấy giống như là cái ông này không có giống như là ông có dàn dựng từ đó giờ, chứ không có âm mưu từ đó giờ. Cái âm mưu thì mình không có biết được, nhưng mà cái bà này bà kia thì ông có được cái ổng đủ dữ dằn lắm. Được cái cũng như bà giá này nọ kia dùng tiền ở nhà cũng thỏa thuận, không có gì xảy ra. Ờ, cái đó đâu có gì. Nhưng mà mình nói đi phải nói lợi, đủ mà ăn quen nhịn không quen thì nó hay ghiền rồi, nó ghiền cái tật xấu rồi, phải không? Thấy ai cũng là được, ruột quơ hớp luôn. Quen giống như quen quen miệng hết chú. Còn như mình đi ra ngoài thành phố này nọ kia, cái quán nào mà nọ kia ngắm chịu chơi thỏa thuận nhau 300-500 vậy đồng lộn nhau, cái đó không có gì cái xã hội. Nói chung là đất nước nào cũng phải có cái đó, với cái chậm cấp đâu có tuyệt đối được, phải không? Với tai nạn đâu là không có nói tuyệt đối được, nhưng mà giảm. Nói vậy thôi. Còn cái dạng nhiều cái tình tiết á chú, giống như là ổng cho tiền người ổng đi chở dụ dỗ tới luôn là cũng là từ chứ đâu phải thì đã nói là từ cái 2019 dần cái 2020-2021 là tức là hết năm nay nó 3 năm. Dạ. Mà hồi đó thì ăn ở nhau là chưa có kinh, tức là chưa có chữa. Mà nhưng mà anh em bình luận nó nói sao mà mình nói không phải là nói tục nói tiểu gì, nó cũng chim nó nhỏ là cái của mình, nó nhỏ. Tôi nói là cái này khoa học em. Chứ còn tôi muốn nói mà nó tục tiểu ra còn nói mà nói cái lồn nó nhỏ xíu là sao mà bự làm sao nắm được. Mấy người đó nó bóp lại về không muốn nói tục. Còn nó nói khoa học mà nói là cái của mình nó nhỏ, cái xương chậu em bé nhỏ mà cái mông vô thì em bé của mình chưa phát triển không. Còn khi cái năm mà 13-14 tuổi là nó bự lên, nó lùng liền thì cái xương chậu nó ở lên thì nó là có kinh, bước vào đời cũng là có kinh, có kinh thì nó phải có chữa. Ai đâu được 3 năm có kinh có chữa đủ mình đem tôi ra tử hình. Mà nghe nói là con bé nó bị xỉu mấy lần luôn, là có nghe nói có không chú? Cái đó thì tôi không biết cái nào nghe. Dạ. Nếu còn mà nói chung là 100-1000 người ông đưa ra đi không ai
đừng ngủ. Là ông này ông có tính toán trước ha? Ai có? Dạ. Cái tính toán với cái tật xấu của ông. Ông có tính toán gì đó. Cái tư tưởng. Chú nói với mấy cháu tư tưởng là biến ra hành động. Dạ. Đó. Bây giờ bốn chú cháu mình ngồi vậy. Chú nói thôi bây giờ không có về nhậu, thôi mẹ mình đi bắt con gà của ta nhậu. Dạ. Bà cháu thôi. Dạ. Thôi bây giờ mày có gì nhậu nấy, mẹ bắt không ăn nó bắt cái cọng mình chứ. Thì đã ba cháu là vận động chú là thôi chú không có làm, mấy ông làm cũng làm. Đã ta nói tư tưởng thông thì bình tâm cũng là nổi, mà tư tưởng không thông thì quả bình tâm cũng không nổi, cũng dục bỏ nữa. Chú nói vậy đó, cái gì thông tư tưởng là hoàn toàn thống nhất hết. Còn mà không thống nhất rồi là thôi. Cái gì nói con người ta phải có tư tưởng biến hành động, rõ ràng cái gì nữa. Còn không có tư tưởng không biến ra hành động thì cũng mấy anh em mình thôi, có gì ăn nhậu nấy, đừng ăn trộm người ta, mấy ông ở tù chết mẹ, danh giá của người mình sao. Trước giờ mình làm mình cũng phải có cái tính toán suy nghĩ. Còn nó đúng hay nó sai, đủ mẹ đè với nhau rồi nói người ta nói xấu người ta không mà trả lời đủ, mà không có gì. Nhưng mà ai cũng vậy, ai cũng có qua trường lớp ăn học từ thở nhỏ lớn lên, thì sau này thế hệ mai sau này thì đủ mà phải làm gương, tránh tình trạng đó. Đừng cho đụng những cái ông tiếp theo mà làm xâm hợp tình trẻ em về là tôi không muốn. Không có chắc. Dạ, ý chú là muốn xử cái đúng theo cái luật ha, theo luật. Pháp luật xử đúng người đúng tội. Dạ. Vậy mới vừa. Để rồi đủ mấy cái dạng 3 năm tù này nọ kia, cái 1 năm tù thì mơ kia đủ. Mẹ tôi có tiền tôi cũng làm gì được, tôi muốn bắn ai tôi bắn, tôi muốn quýnh ai tôi quýnh. Đó là không đúng. Nó mình nói theo căn cứ giờ mà pháp luật rõ ràng còn. Nhưng mà phải cái thằng đó đủ mẹ 13, 14 tuổi thì nó nhẹ. Tôi cho rằng đủ mà tạm không được. Bị trang mà, trang lưới. Dạ, trang lưới với nhau. Ờ, trang lưới với nhau. Còn cái này tới dưới tuổi thì thằng là dụ dỗ. Chỉ em. Cái đó là thẳng còn. Tôi với nó ra đụng mà tới làng tôi cũng rất thì bởi vì bây giờ cái vụ việc này thì bà con mình đang theo dõi rất là nhiều thôi chú. Xem ai cái, cũng mở, xem cái kết quả ai cũng có là tôi chỉ cho cái gì mà nó chỉ tôi coi rồi là cái gì mở gì ba dạ. Trong điện thoại dạ. Thì xem cái kết quả coi ở đây người ta xử như thế nào, cái bà con ai cũng đợi cái kết quả cuối cùng. Thì là khi mà bà con mình biết chú rồi trong bé đi vô trạm xá đồ khám ra mình biết có chữa gì đó, thì khi mà vậy xong rồi đó là ở vòng vòng mình đây đó là mình có mời ông lên chưa hay là các ban ngành. Tôi nghe nói là tôi không có ở ban ngành nào, tôi cũng cùng đi mà nghe nói anh Tư Quốc anh nói là đụng các ban ngành đi muốn bể đập cũng quay này nọ kia rồi mời ông giải quyết khai trừ cùng chứng minh ông nội trước giờ. Cái thứ nhất là khai trừ cùng chứng minh phải khai trừ trước chứ, đảng cũng vậy đủ mà anh làm xấu tôi khai trừ anh ra tôi mới bắt anh được lội ra chứ đâu có ai mà bắt đảng được. Dạ. Nó rõ vậy. Còn cái dạng á, như ổng thì cái dạng bây giờ là nghe nói ổng thì rồi là giữ ổng uống thuốc ngủ thuốc gì không biết, bây giờ ổng có ở nhà không thì tôi cái đó tôi cũng theo dõi, tôi không biết cái đó là gì pháp luật công an. Dạ. Trong cái khuôn của người ta, cái khuôn người ta. Dạ. Có khi người ta thủ lý hồ sơ đầy đủ người ta mới mời người ta mới đó. Theo mình độ vậy chứ còn cái đó mình không chuyên nghề mình không biết. Dạ. Chỉ là biết cái tin ở ngoài là cô bác người ta đồn rồi mình cụ thể mình cũng nhìn mình cũng thấy đó. Bây giờ không biết ổng ở đâu rồi. Ông đi thành phố rồi nghe nói người ở dưới lên con chắc là con nghĩ là cái sự việc nó chưa bây giờ mở lên mạng là biết liền nó chưa con xong thì chắc quản lý ở tại địa phương chứ chắc đó, dạ. Chắc không cho đi đâu thì theo tôi nghĩ rằng dạ. Vậy đó chắc là quản lý rằng bây giờ ta đang điều tra có thủ lý hồ sơ, có thể là mình nói ở đây mình không vừa pháp luật, mình nói là có khi người ta thử đứa bé này cô phải có trùng với cái gen dạ. Gen là cái máu có phải với ổng không nghe thử ta phải thủ lý hồ sơ được đó. Nhưng mà con nhỏ này khai mà còn phải theo mình độ phải còn nhiều chuyên dạ, môn đúng rồi. Đúng rồi chú phải hai phía chú chuyên môn người ta mới nắm chắc, người ta mới cơ sở, người ta mới được cái để sau này đủ chứ đâu có nói kia, nó, đâu có nói bằng miệng được đâu phải đâu có nói bằng miệng được dạ. Đó, rồi sau này ai chịu ai bắt bắt có cụ thể không dạ. Phải không, có khi người ta cũng có cái biện pháp khác. Còn căn tin này chính xác gặp trực tiếp nó bà ngoại nói cô giáo bây giờ đi vô đó là cái đó 100% luôn là chắc là... cô giáo mới kết này nè dạy không mà tôi quên hỏi cô chủ nhiệm là lớp 6 là A B C gì đó, cái lớp 6 nó nhiều cái loại lớp 6 nó nhiều nhóm á, cô nào chủ nhiệm mà cô nào phá vụ án này ra hả, ai phá vụ án này ra thì nó bây giờ mở mạng biết liền
cưng cũng mở điện thoại cưng biết nữa. Dạ. Như là chú theo như chú á, chú khi mà chú biết được cái sự việc này á, thì chú thấy là trong gia đình của bé là giống như là có cái động tĩnh gì chưa? Cái động tĩnh gì cái đó anh chú không có là gần bị không gần gia đình đó. Dạ. Ờ. Cách nó cũng nói là nói không? Vậy với hai ông chết cùng lớn A bể người giá mà chú. Vâng, cảm ơn cô chú theo dõi video và cô chú chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về trường hợp cháu bé 13 tuổi ở Trà Vinh mà bị ông ngoại làm cho đến ông mang bầu gần 6 tháng và những cái thông tin mới nhất trên kênh Miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nhờ cô chú chia sẻ cũng như đăng ký kênh ạ. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú mình trong những video tiếp theo.